Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines 23 giờ đêm qua ngày 6 tháng 12, khi dòng người hâm mộ đã thưa dần, cổng sân vận động Mỹ Đình trơ trọi trong khoảng không gian ngập ngụa rác. Hàng nghìn vỏ túi ni lông, chai lọ vứt ngổn ngang ở dưới sân, những hộp xôi còn ăn dở và nước đổ lênh láng biến Mỹ Đình trở thành một bãi rác khổng lồ. Trong khoảng thời gian kéo dài trước và sau trận đấu, mọi hoạt động kinh doanh, ăn uống, buôn bán, cổ vũ đều diễn ra tại cổng sân vận động, khiến cho tình trạng tiện tay xả rác của một bộ phận người hâm mộ trở nên phổ biến. Mỹ Đình trở thành một bãi rác khổng lồ chỉ sau một buổi chiều. Đủ các loại rác bị người hâm mộ bỏ lại, tạo nên một cảnh nhếch nhác phía ngoài sân vận động. Đa số rác thải là các loại vỏ chai lọ, hộp nhựa đựng đồ ăn nhanh và hàng nghìn chiếc túi ni lông nằm la liệt ở trên mặt sân. Cơn bão cổ động đi qua đã để lại một bãi rác ngập ngụa, bốc mùi, không chỉ gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn để lại cái nhìn không tốt, không thiện cảm về hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người hâm mộ. Công nhân vệ sinh môi trường đã phải làm việc cả đêm để dọn dẹp.